Dạ vâng, lời đầu tiên thì em Trường xin gửi lời chào và lời chúc đến toàn thể với cô bác và anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì có lẽ chiều hôm nay em Trường sẽ lên sóng báo giá một cái sản phẩm mà gọi là em nghĩ là sẽ rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn cho tất cả cô bác và anh chị có số tiền mà trong phân khúc mà chưa tới 300 triệu sở hữu ngay một mẫu Innova phiên bản G đời 2012. Đây là mẫu xe cuối của đây là mẫu 2012 cuối cùng nha. Chuẩn bị chuyển giao qua phần mới nha cả nhà. Thì cả nhà cũng biết rồi, Innova 2012 phiên bản G. Thì cả nhà cũng đã quá rõ ràng, khi mà phải nói về cái form này thì chỉ có hai bản, đó là bản G và bản G. Bản G là bản thiếu, bản G là bản đủ nha. Đó, từ đời 2006 cho đến đầu 2012 là form này, cuối 2012 là đã qua form mới nha cả nhà. Rồi. Về lịch sử chiếc xe này thì xe này trải qua hai đời chủ nha. Hai đời chủ, chủ đầu tiên là ở Sài Gòn và chủ thứ hai là bán cho một anh trai dân 76 Quảng Ngãi. Ảnh cũng đang sinh sống và làm việc tại quận 12 Sài Gòn luôn nha cả nhà. Bởi vì ảnh không có hộ khẩu ở Sài Gòn, buộc ảnh phải bấm biển theo cái hộ khẩu ngoài quê của ảnh, nhưng chiếc xe này vẫn lưu thông ở tại Sài Gòn của một anh trai. Chiếc này hồi xưa em bán lại cho ảnh, bây giờ anh mới nâng đời để lại cho em. Đó, Innova đời 2012 của anh trai này, là hai vợ chồng này là bán hủ tiếu nè cả nhà nhớ không? Chiếc này là hồi xưa em bán một lần rồi nè. Đó, xe rất đẹp luôn. Anh mua về anh đỡ đó một năm chứ về quê một hai lần thôi. Ảnh là dân Quảng Ngãi nha. Đó, xe này hai là chỗ ở Sài Gòn nha, gốc Sài Gòn. Quý khách hàng ở Sài Gòn mua mẫu này là đỡ tốn tiền biển nè, đỡ mất 20 triệu nha. Đó, chỉ tốn tầm 3 triệu rưỡi là ra tên chính chủ cà vẹt cho những quý khách ở Sài Gòn luôn. Đó, 2012 phiên bản G, xe rất đẹp nha cả nhà, màu ghi bạc. Đối với mẫu xe này thì em Trường xin cam kết cho cả nhà mình 100% không lỗi lầm, không đâm đụng, máy móc nguyên zin, không ngập nước. Và em bảo hành máy móc lên tới 1 năm cho cả nhà mình luôn. Đó, những con xe đời cao là em Trường có bảo hành máy móc bằng văn bản lên tới 1 năm sử dụng luôn nha cả nhà. Thì cả nhà cũng đã biết rồi. Cái phiên bản G là phiên bản đủ, được trang bị những option như là những cái đường lằn kia, gọi là sải sủi kiến nè, cảm biến màu đen kia, cảm biến lùi và camera đầy đủ hết, giạc mưa sâu. Innova bản G đời form cuối cùng của 2012 chuẩn bị chuyển giao qua form mới nha cả nhà. Xe rất đẹp nha, màu ghi bạc. Đó, gốc Sài Gòn. Đời xe thì cái Innova G thì nó trang bị trên mình là vành mâm R15. Đó, hệ thống phanh là hệ thống phanh ABS chống bó cứng, phanh cả 4 bánh. Hệ thống kiểm soát lực thắng EBD. Rồi nói chung là những cái công nghệ như là bản full thì nó cũng công nghệ nó tối tân hơn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Màu ghi bạc, xe rất đẹp luôn. Xe 76A08491, em Trường cam kết 100% không đâm đụng nha. Sẽ không làm phí thời gian của quý khách hàng để xem video và sẽ không mất thời gian của quý khách hàng đến xem xe luôn. Xe tới xem là ưng luôn, màu sơn zin, nước sơn zin. Đó, cả nhà xem nè. Đó, mâm 4 quay lốp là còn mới trên 80% nha cả nhà. Đó, hai phanh trước là hai phanh đĩa nha. Đó. Hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nè. 205 65 R15. Lốp rất là dày luôn nha cả nhà, rất là mới. Ở vì chủ này không đi có bao nhiêu, thay người ta để thôi. Cả nhà xem nè. Đó, lốp rất là dày luôn. Cả nhà mua xe này lợi được cái dàn lốp đây nha. Đó. Lợi được cái dàn lốp nè. Cả nhà xem nè. Đó, hốc lốp của nó chưa sơn lại luôn. Vẫn là màu cô tôn nè. Cả nhà xem đúng không? Đó, rất là đẹp chưa? Đó, màu tôn nè. Chưa sơn lại luôn. Xi nhan trên gương. Cả nhà xem nè, xi nhan trên gương. Ốp xi nhan gương đầy đủ nè. Đó, tháng 5 2022. Cả nhà thấy không? Xe rất đẹp nha cả nhà. Không một lỗi lầm. Tay cửa của nó là tay cửa mẹ G-Rome. Về gương theo xe là gương Toyota. Đó. Keo sùng chỉ của nó thì cả nhà xem cùng em Trường nè. Đó, xe rất là ok. Cả nhà xem nè. Gà vàng của nó rất là dày nha cả nhà. Cả nhà xem nè. Gà vần rất là dày, đặc trưng đó. Đặc trưng trên dòng bản đủ là tay cửa của nó là mẹ G-Rome zin theo xe. Đó, tay cửa của nó là sơn màu vàng. Đó, cả nhà xem nè. Xe trang bị trên mình hai túi khí nha. Đó, vần gai của nó nè, dày cui. Xe trang bị trên mình hai túi khí, một túi khí nằm bên phụ đây và một túi khí nằm trên vô lăng. Đó, xe thì đã xe mang trên mình màn hình là màn hình Android. Android 10 inch, có thể lên mạng xem YouTube, chỉ dẫn đường đi đầy đủ hết nha cả nhà. Đây, mở lên cho cả nhà xem nè.
đó, ba hai chìa khóa zin theo xe đó, cũ số này nhìn còn rất đẹp nha cả nhà. Đó, bệ tì tây bản đủ nên trang bị sấy sửa kiến đây nha cả nhà, sấy sửa kiến đây nè. Đó, đây màn hình của nó nè. Đó, siêu tốc độ là nghe nhạc rồi là ok hết nha. Đó, lên YouTube đồ là đầy đủ hết, đầy đủ hết. Nó lột cả theo logo Innova. Đó, bộ nội thất là màu kem, cả nhà xin những cái đầu óc của nó nè. Đó, chưa có dấu hiệu tháo hay vặn ra hết nha cả nhà. Bạn lờ cửa này nhìn còn rất đẹp luôn. Bộ ghế màu nâu kem nhìn rất đẹp. Cả nhà xem cùng em Trường cái phía sau của xe nè. Đó, lớp lép cực kỳ dày luôn. Đó, cả nhà xem, vành mâm của nó là vành mâm R15 nha. Đó, hốc lớp của nó này chưa sơn lại luôn nha cả nhà. Rất đẹp chưa? Đó, cả nhà xem nè. Đó, keo chỉ của nó nè. Đó, keo chỉ của lớp vẫn còn luôn. Đó, thấy chưa? Cả nhà xem đẹp không? Hốc lớp của nó nè. Đó, nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, phía sau của xe nè. Đây là phía sau của xe nha, cả nhà xem. Phơm dáng của dòng Innova rất là đẹp luôn, rất là rộng rãi, nó tới 8 chỗ ngồi luôn, kể cả nó rộng hơn Fortuner, Fortuner chỉ có 7 chỗ ngồi thôi mà Innova tới 8 chỗ ngồi nha cả nhà. Đi mà phiên bản G là nó sướng cực kỳ luôn. Đó, hai cái chấm đen là cảm biến lùi nè, camera lùi nè. Đây là camera lùi, gạt mưa, sấy sửa kiến, Toyota đầy đủ hết, rộng rãi luôn cả nhà. Đó, cả nhà xem. Mở cửa lên nè, cả nhà thấy không? Đinh tán của nó nè, còn đầy đủ hết cả nha. Có nghĩa là chiếc này chưa bị va chạm nha. Đó, zin hết luôn cả nha. Đó, đình bấm rồi nè. Đó, những cái sấy sửa kiến á, những cái đường lằn phía sau, ba vùng lạnh zin theo xe. Rất là rộng rãi luôn cả nhà ơi. Có thể làm vừa đi gia đình mà có thể kết hợp thêm làm dịch vụ kiếm thêm thu nhập nha. Đó, cả nhà thấy em Trường nó có sai đâu. Bốn quả lớp nhìn còn rất là dày. Hay thậm chí cái râu nó còn chưa rụng nữa, thấy không? Lớp dày cực kỳ luôn. Cả nhà mua là lời được bốn quả lớp là được hơn 6 triệu bạc rồi. Đó, vì vợ chồng này làm bán hủ tiếu mà ban ngày thì đi chợ đầu mối lấy rau về nấu nướng, tối đi bán tới khuya, đâu đi đâu, nằm đi có mấy lần chứ mấy đâu. Xe cực kỳ đẹp, cái bọng của lớp của nó này chưa tỉa sơn lại luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, đó gọi là cộp chưa. Chỉ của lớp của nó nè, cả nhà xem nè. Đó, chỉ của lớp của nó vẫn còn nha. Đấy, tay cửa mẹ gò rôm, kính là toàn kính Innova không, cả nhà thấy không. Bộ ghế nè sạch sẽ, có theo logo nè. Những cái vai gần tập bì của nó nè, cả nhà xem nè, đẹp không. Tay cửa nè, mẹ gò rôm, keo sùng chỉ là miếng bàn. Đó, cả nhà thấy không, tuyệt vời đến từng chi tiết luôn nha. Đó, gương zin cả xe nè, toàn là gương Toyota không. Tay cửa mẹ gò rôm, cả nhà thấy không, đẹp tuyệt vời. Những cái nút chỉnh gương của nó nè, gương bản G là bản gương auto một chạm nha, chỉ cần bấm một nút là nó xuống nè. Lóc cửa nè, đó, mọi thứ là zin theo xe hết, rất là đẹp. Những nút chỉnh gương rất là mới, cả nhà thấy không. Đó, đây không có sử dụng nhiều. Đây, đặc trưng trên dòng bản đủ mới có nè. Đây là hệ thống là chỉnh gương chiếu hậu là xe này cũng có rồi. Đây là hệ thống cảm biến lùi nè. Đó, đây là hệ thống cảm biến lùi. Đây là lóc kiển, đây là security là bảo vệ nè. Đây là nút chỉnh đèn, đèn đồng hồ nha. Cả nhà xem nè, cái vô lăng túi khí của nó nè, đẹp cực kỳ luôn. Đó, cả nhà thấy không, logo Innova nhìn đã đẹp chưa. Em bán xe đúng đời nha, Innova nè, Toyota Innova G đời 2012. Đó, cả nhà thấy chưa, đúng đời 2012. Đó, tem mát nè, những cái ốc nó nè, cả nhà thấy chưa, không có dấu hiệu gì gọi là mở ra nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, em xin mời tất cả quý bác cùng em mình xem phần máy nha, máy móc của nó như thế nào. Keo sùng chỉ nè, đó, cả nhà thấy không, đẹp tuyệt vời. Dành bệ là miếng bang. Đó, thêm một quả lắp mới nữa nè, cả nhà thấy không. Đó, em Trường nó có xa đâu, xe này đúng chuẩn luôn, gia đình chạy luôn. Đó, lớp rất là dày luôn nè. Đó, cả nhà xem. Đó, thấy chưa, hốc lớp chưa tỉa sơn luôn, cả nhà biết cái đẹp cỡ nào rồi. 2012, gốc Sài Gòn, hai đời chủ thôi, chạy rất là giữ gìn, toàn dựng ở nhà không, không chạy được nhiều hết. Đó, hệ thống đèn pha của nó nè, cả nhà xem đẹp không. Đó, hệ thống đèn pha zin theo xe, bổ trợ thêm đèn gầm đầy đủ hết. Đó, giờ là phần máy móc nha. Rồi, em Trường xin mời tất cả quý cô bác cùng em Trường nhìn qua cái khoang máy của động cơ của mẫu Innova G 2012 này. Cả nhà xem dòng Innova thì cũng quá rành rồi. Dòng Innova thì nó trang bị trên mình động cơ là 2.0 4 máy. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó là
tùy thuộc vào em, nó sẽ dao động vào từ 8 đến 10 lít nha. Đó, phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái đoạn đường di chuyển của mình nè, đường đẹp hay đường xấu nè. Cái thứ hai là phụ thuộc vào tay lái nè. Người tài xế lâu năm có kinh nghiệm đi mượn trớn đồ thì nó sẽ đỡ hao hơn. Những tài xế mới ra trường thì cứ đạp lúc ga thì nó sẽ hao hơn. Rồi quen đường nó quen cũng đỡ hao hơn. Và cái thứ tư là đi đủ tải 8 người hay không, bật máy lạnh hay không bật máy lạnh đó nha cả nhà. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, không ai dám khẳng định là chạy nhiều gì ít gì nha cả nhà. Đó, đấy, keo sùng chỉ của nó nè, cả nhà xem giùm em. Đó, đinh bấm đồ còn đầy đủ nha. Những cái lỗ rất là tròn, đó có nghĩa là chiếc này chưa va chạm. Nếu nó bị va chạm, khách hàng rồi đã bẻ bùa bẻ mà tiếp lại, cái lỗ nó sẽ không tròn như nhà sản xuất này nữa. Những cái tem mát của nó zin hết luôn nha cả nhà. Đó, những cái lỗ phen của nó nè, cả nhà xem. Và logo Toyota theo xe. Đó, logo. Cả nhà xem những cái đầu chỉ của nó nè, rất đẹp luôn. Cả nhà thấy chưa? Innova G2012. Những cái đinh bấm của nó vẫn còn, có nghĩa là chiếc xe này đây. Đó, chiếc xe này không có bị va chạm nha cả nhà nha. Đó, đinh tán bấm đầy đủ hết. Cả nhà xem những cái đinh bấm của nó nè. Đó. Và đây là hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh cả 4 bánh nha, trứ danh trên dòng Innova luôn nha cả nhà. Và đây là quan trọng nhất nè, cổ máy của chiếc xe, trái tim luôn. Cả nhà xem, máy móc khô đét sạch sẽ nè. Đó, không có một giọt nhớt hay một giọt hơi thừa nào rơi vãi ra bên ngoài luôn. Cả nhà xem máy móc của nó nè, sạch sẽ đến từng chi tiết nè. Đó, dù cái Oppo nhìn còn rất là mới mẻ nha cả nhà. Đó, sạch sẽ chưa. Rồi, mẫu xe Innova 2012 phiên bản G, đẹp cộp như thế này, sẵn đi sẵn dùng. Bên em Trường chào bán cho nhà mình với cái giá rất là cực kỳ yêu thương luôn, chỉ với 288 triệu cho mẫu xe Innova G siêu cộp này, gốc Sài Gòn, cho quý khách hàng mình về Sài Gòn nhẹ nhàng luôn. Đó, bên em Trường bán xe ra là sẽ ba rút hồ sơ cho cả nhà mình, pháp lý giấy tờ là đảm bảo nha. Đó, cả nhà thấy không, cả nhà nhớ đăng ký kênh để nhận nhiều video clip tiếp theo nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video sau, bởi vì hàng ngày em Trường sẽ quay rất là nhiều video để đăng lên kênh. Với khách hàng nào đăng ký kênh rồi thì nó sẽ báo vào điện thoại cả nhà xem. Đó, nếu mà cả nhà cảm xem sau khi xem nhiều video, chia sẻ giùm em, giới thiệu em mua hoặc bán được xe, em Trường sẽ gửi ngay từ 3 cho đến 6 triệu tiền cà phê cho tất cả các bác và anh chị luôn nha. Hẹn gặp lại với các bác chị vào những video clip sau nha.